Và sau khi mà thuốc ra khỏi bình sẽ được ra qua bốn vòi này, quay qua cái điện tâm và trên máy sản xuất của chúng tôi, và rất nhiều người xưa cũng đã trang trại sử dụng chiếc máy bay này, và với một cái bình chứa 10 lít và phun được cho 4 đất A. Nó bắt sóng từ cái trạm RTK kia, do vậy là độ chuẩn xác rất là cao. Quý đại biểu, chúng ta sẽ để lưu ý giúp tôi ạ. Tí nữa máy bay cất cánh ở đâu sẽ hạ cánh đúng vị trí ban đầu. Đúng vị trí ban đầu, đúng không ạ? Sau khi mà hết thuốc, hết nước, hết thuốc này, hết nhiên liệu bay về vị trí này, chúng tôi tiếp tục lạp nhiên liệu, lạp thuốc vào, sẽ tiếp tục đến cái vị trí vừa rồi vừa hết để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Và đối với chiếc máy bay này thì công nghệ rất là cao, do vậy là chỉ cần định vị xong thì chiếc máy này hoàn toàn có thể bay ban ngày. Mộc Châu Sơn Na nha anh em nhé. Đứng đây bắn đất vào người. Đứng đây xem nhá. Đây đứng đây, thấy chưa? Quý đại biểu, chúng ta nhìn bốn cái vòi. Máy bay vừa rồi đã phun hết cái nhiên liệu, bây giờ bay về vị trí ban đầu. Bay về đúng vị trí ban đầu ạ. Chúng ta hiểu, chúng ta thấy rằng hoàn toàn tự động và đặc biệt nên chúng ta không cần các bạn gì cả. Như vậy chiếc máy bay của chúng tôi đã hoàn thành phun.